Ok, xin chào các bạn, mình là Lô. Hôm nay mình sẽ làm một cái test nhỏ nhỏ để xác thực hiệu năng của một dòng sản phẩm mà mình nghĩ rằng là bất kỳ anh em nào chơi tóc và đặc biệt là các dòng homebrew của Việt Nam sẽ đều biết đến, đó chính là The Internal. Với dòng sản phẩm này thì mình thấy rất là nhiều bạn review, người thì nói rằng là nó hợp với tóc mỏng, người thì nói là nó hợp với tóc dày. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hợp với cả tóc nào mà bị dầu. Bởi vì rằng là cái khả năng hút dầu của nó khá là tốt. Nó tương tự giống với cả các con tắc tham đó, nhưng mà bản thân mình đánh giá nha thì mình thấy là sản phẩm này sẽ hợp với tóc mỏng hơn và tắc tham sẽ hợp với cả tóc dày. Thì ok, cái test mà ngày hôm nay mình làm nó vô cùng là đơn giản và nó cũng không cần phải quá cầu kỳ hay là một cái test gì mà đội mũ bảo hiểm hay là phải đi đâu đấy nó khó khăn hết cả. Chỉ đơn giản rằng là mình apply nó lên trên tóc của mình và sau đó mình đi làm. Hiện tại bây giờ đang là vào khoảng tầm 8 giờ sáng, một ngày mình đi làm, ngồi văn phòng, ngồi mát điều hòa. Buổi trưa thì ăn cơm rồi sau đó đi về. À, quãng đường mình đi làm thì mình sẽ hoàn toàn di chuyển bằng xe buýt để nói tóm lại là để giữ cho cái sản phẩm này và tóc của mình nó sẽ hạn chế bị những cái tác động xung quanh, để xem là thời gian hold thực sự của The Internal lên trên tóc mỏng, mật độ mỏng, hơi dầu của mình là được bao lâu nha. À, và đặc biệt nữa rằng là hôm nay sản phẩm mà mình pre ấy đó chính là Sidekick Zero. Sidekick Zero nó đúng như với tên gọi của nó, Zero không có cái gì cả, vô cùng cân bằng, không khô, không dầu, không gì hết. Nói tóm lại là với mình sản phẩm này chỉ đơn giản là để bảo vệ cho tóc của mình thôi, để tránh cho tóc mình nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của máy sấy thôi. Bởi vì tóc mình là dạng tóc mỏng, mà tóc mỏng nếu như mà sấy mà không cẩn thận hay sấy lâu quá thế nào đó thì nó sẽ rất là dễ hỏng tóc và cháy tóc. Thì đây là bộ sản phẩm mà ngày hôm nay mình sẽ sử dụng, và đợi một chút nha, mình sẽ apply nó lên tóc của mình xong rồi mình sẽ đi ra ngoài đường. Ok, tóc mình đã xong, mình đã pre bằng Sidekick Zero, không màu, không mùi, không gì cả, vô cùng cân bằng. Và thứ hai là mình đã finish bằng The Internal lên trên tóc của mình. Mình nhắc lại rằng là tóc của mình là tóc mỏng, mật độ mỏng, hơi dầu. Đây là tóc mình nha. Lộ tí. Và với mình thì một phong tóc như này là mình thấy rất là đẹp đối với mình. Thì mình sẽ xem rằng là bây giờ mình sẽ thay đồ, mình sẽ đi làm bằng xe buýt. Mình sẽ ngồi trên xe buýt khoảng tầm 1 tiếng, bởi vì chỗ từ nhà mình qua chỗ làm mình khá là xa. Rồi sau đó là mình sẽ xem là hiệu năng thật sự trong một ngày làm việc tại văn phòng ngồi điều hòa máy lạnh của dưới internal sẽ hold được trong bao nhiêu lâu nhá. À, quên mất, mình quên chưa nói với các bạn. Cái cảm nhận của mình khi mà mình vừa mới apply cái sản phẩm The Internal này lên trên tóc ấy thì mình công nhận là mình sẽ thấy nó khá hơi bóng một chút, hơi bóng thôi. Nhưng mà được một cái rằng là cái sản phẩm này nó rất là thơm, cực kỳ thơm, và trong cái full line của Stephen Dolan thì mình thích mùi của The Internal nhất. Cái mùi nó rất là nhẹ nhàng, dễ chịu, khá là thích. Thật sự mình cũng hy vọng rằng là cái mùi hương của The Internal sẽ giữ được lâu ở trên tóc của mình. Chất sáp thật sự theo đánh giá của mình ấy thì The Stephen Dolan vẫn khá là sáng. Nhưng mà tất chắn là sẽ không 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 còn cái kiểu mà vón còn 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 cục 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 mà to 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 ấy. Như cái bản V1 ở cái bản V2 này thì nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà thật sự khi mà break down ở tay thì nó vẫn khá là lợn cợn ở tay đó. Nhưng mà khi apply lên thì gần như là sẽ không 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 còn thấy nữa. Rồi thì chất ráp rất là dễ để mà mình break down. Nhưng mà vừa nãy mình có sử dụng là khoảng tầm một
một scoop là khoảng tầm gần này, một nửa đốt và thêm một chút xíu nữa để mình hòa, để mình finish tất cả là rồi. Mùi rất là thơm, hơi bóng. Ok, hiện tại thì mình đang ở trên xe buýt rồi. Mình vừa mới lên xe buýt và mình sẽ đi mất khoảng tầm 1 tiếng. Nghĩa là bây giờ là gần 9 giờ, khoảng tầm 9 rưỡi, bây giờ kém mình sẽ đến nơi để mà được thông thoáng. Ok, thử thách đầu tiên là sẽ là ngồi trên xe buýt điều hòa. Đi đến nơi hy vọng là mình sẽ không phải restart lại tóc. Vừa mới xuống khỏi 10 phút, đôi mũ bảo hiểm, tóc như này trông cứ như là mình chải slick back ấy nhỉ. Restyle lại miếng coi. Ok, restyle lại cái là nó lại lên. Việc đầu tiên mình muốn nói đến rằng là The Internal làm tốt cái nhiệm vụ đầu tiên của nó, đó chính là hút dầu và hút ẩm. Sáng nay hắn mình đổ khá là nhiều mồ hôi. Bây giờ còn đến bây giờ thì tóc mình nó đã khô lại, không còn một miếng dầu và một miếng mồ hôi nào hết. Ok, đó là việc đầu tiên mình đánh giá rất là tốt về cái nhiệm vụ của The Entel. Và tiếp theo đó chính là cái việc mà giữ lại độ hâu và volume thì sẽ phải đợi đến cuối ngày hôm nay hay là các sự thay đổi của nó trong thời gian trong ngày. Thì mỗi một lần mà mình restyle hay là tóc nó như thế nào đó có sự thay đổi thì mình sẽ quay lại một cái khúc video nhỏ 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 nhá. Còn trước tiên thì mình thấy như này là ok rồi. Ok, bây giờ là 1:15. Sau khi mà mình đã đi ăn xong một bữa trưa, mình về lại chỗ làm thì hiện tại tóc mình đang như thế này. Nó đã không còn bóng, không còn nhìn trông ướt 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 giống như là buổi sáng nữa. Bù lại là nó đã khô hơn. Nó mùi nó vẫn rất là thơm. Mùi vẫn rất là thơm nha, đi vào trong điều hòa, bạn nào mà ngồi làm văn phòng điều hòa như mình là thơm nguyên cả cái phòng luôn. Thơm nước mũi luôn. Bạn nào mà chưa có người yêu là thứ hai nữa là vì bản thân mình không thích cái volume nó quá cao, thế nên là với cái volume như thế này, với cái độ volume như thế này là mình cảm thấy ok rồi. Mình thích volume như thế này thôi. Độ hâu thì vẫn rất là tốt, tóc khô hơn đó. Vốn dĩ tóc mình là tóc nó không được nhiều text, thế nên là làm với text như thế này là mình vẫn rất là ổn. Nhìn như này thôi là do ánh nắng, do độ sáng, thế nhưng mà tôi chắc là tóc không hề bị ẩm, tóc không hề bị bết và giúp cho tóc cảm thấy rất là khô ráo, nhìn nó rất là tự nhiên và đặc biệt là mùi cực kỳ thơm khi ngồi ở văn phòng điều hòa. Ok, đó là đánh giá đến tầm 1 giờ chiều của mình. Để mình tiếp tục xem đến 5 giờ chiều sao nhá. Một cái nữa là từ sáng đến giờ thì mình chưa có restyle lần nào sau khi mà mình đội mũ bảo hiểm vào buổi sáng. Thế nên là mình nghĩ là độ hâu khá là tốt ạ. Tiếp tục đợi xem nhé. Ok, mình đã kết thúc một ngày làm việc và bây giờ đã là khoảng tầm 4 rưỡi chiều. Tóc của mình vẫn như thế này. Đó. Có một điều mà mình đánh giá cực kỳ cao của The Internal đó chính là việc giữ mùi hương của nó. Cả một ngày ngày hôm nay lúc nào trong cái phòng làm việc của mình nó cũng thoang thoảng cái mùi và nó cực kỳ nhẹ nhàng và nó cực kỳ thơm. Mình thật sự rất là thích. Điều thứ hai nữa mà mình đánh giá khá là cao đó chính là cái việc mà giữ cho tóc mình nó cân bằng. Nó không phải là nó bị khô khi mà mình ngồi điều hòa đâu. Thường thường có rất là nhiều bạn ấy tóc sẽ bị khô hơn khi mà ngồi trong điều hòa, hay là từ điều hòa mà đi ra bên ngoài thì chán và tóc nó sẽ bị đổ mồ hôi. Đúng không? Nhưng mà cái internal này nó giữ cho tóc của mình không hề bị đổ mồ hôi, bị đổ dầu một chút nào cả. Thật sự giữa tóc mình luôn luôn là khô, nhìn rất là tự nhiên. Đó là điểm thứ hai mà mình đánh giá. Thế nhưng mà về volume thì như các bạn thấy là nó cũng có hạ bớt đi rồi. Chắc chắn. Còn về độ hâu, mình sẽ có một lần thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi Grab về, mình sẽ đội mũ bảo hiểm. Thì về đến nhà, mình sẽ thử xem nó The Internal có restyle được không nha. Đó là một vài đánh giá sau một ngày làm việc. Thế nhưng mà thật sự đúng rằng là với một nhân viên văn phòng mà đi làm như thế này thì để tóc tai giữ được thì nó cũng khá là dễ, cũng không phải là quá khó lắm. Thì ok, có thể là cả lần sau mình sẽ phải test bằng một cái gì đấy nó khó khăn hơn. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đi về. Kết thúc cái buổi test ngày hôm nay sẽ là mình về nhà và mình restyle lại tóc. Để xem nào nha, xem khả năng hầu một ngày của The Internal đến đâu. Đợi xem nhé. Đây là lần đội mũ bảo hiểm thứ hai của mình nha.
đây. Đây là tấm vé đi xe buýt vào buổi chiều của mình, lúc 4:30 chiều, và đến bây giờ mình về đến nhà vào lúc 6 giờ tối. Ok, và bây giờ là mình đã về tới nhà. Thật sự đi xe buýt nó rất rất là lâu, rất là lâu. Rồi. Quay trở lại vấn đề chính là đây là tóc mình sau lần đội mũ bảo hiểm lần thứ hai và lần đi xe buýt thứ hai. Và đây sẽ là những nhận xét cuối cùng về bộ đôi sản phẩm mà ngày hôm nay mình sử dụng, The Internal, sử dụng Pre bằng Sidekick Zero. Thì cũng như các bạn đã thấy rồi, sau một ngày làm việc cùng một nhân viên văn phòng như mình ở trong điều kiện môi trường gọi là mát mẻ đó, đi xe buýt không chịu tác động, à có chịu tác động của mũ bảo hiểm 2 lần, một lần đi mất 10 phút và một lần về cũng mất khoảng tầm 10 phút thôi, thì tóc mình trở thành như này. Volume hiện tại đã xẹp, độ hâu thì đợi đợi một chút mình sẽ resize lại xem như thế nào. Text thì không còn, mùi hương thì tất cả là không không còn được như lúc mà buổi chiều khi mà mình vừa mới đi về nữa. Nhưng mà có một cái là mình vẫn rất là cảm ơn The Internal, đó chính là tóc mình không hề bị bết dầu, không không hề bị mồ hôi hay là bị gì hết cả. Và tóm lại là đầu tóc vẫn rất là nhẹ nhàng. Nếu như mà những các bạn nào mà đi làm về giống như mình ấy mà có thể tắm gội được luôn, làm sạch cơ thể cho thoải mái đầu và người thì đấy không gì để nói rồi. Còn nếu như mà bạn bận phải đi đâu đó, phải làm công việc gì đó mà chưa thể tắm gội được ngay thì The Internal cũng sẽ giúp cho các bạn là tóc vẫn sẽ khô, đầu nhẹ nhàng, không bị bết, không bị dính. Mà tóm lại là đấy là một điều mà mình đánh giá rất là cao ở The Internal, khả năng hút dầu rất rất là tốt. Đây sẽ là mình sẽ thử restyle lại xem. À, vẫn lên. Vẫn lên, rất là tốt. Vẫn lên. Đó, vẫn là lên. Ok, tại vì là vừa nãy khi mà mình vừa đi xuống là mình không động chạm một tí gì về tóc hết cả, để cho nó thoải mái. Thì đây, để mình sẽ đưa điện thoại vào cho các bạn nhìn rõ hơn. Các bạn nhìn được thấy không ta? Tóc vẫn rất là khô, không hề bị bết. Vẫn tóc vẫn là rất dễ và rất là dễ luồn tay. Vuốt vẫn lên. Mồ hôi này là mồ hôi cho trán của mình thôi, mình vừa nãy phải đi bộ từ bến xe buýt vào. Ok. Nhưng mà mình không biết rằng là nó hôi được bao lâu, nhưng mà vẫn restyle được. Vuốt vẫn lên. Ok, thì đây là một chút đánh giá, một chút test của mình về sản phẩm The Internal của Stephen Dolan 603. Hy vọng là các bạn đã có những cái đánh giá của riêng các bạn về dòng sản phẩm này. Mình xin nhắc lại là tóc của mình là tóc mỏng, mật độ trung bình mỏng và hơi dầu. Hơi dầu, đó là các yếu tố của tóc mình. Chắc là các bạn nào mà có mật độ tóc mỏng và trung bình mỏng như mình thì cũng có thể dùng được. Nhưng còn về các bạn mà có mái tóc dày thì mình cũng không biết. Nhưng mà về khả mình vẫn đánh giá cuối cùng là khả năng hút dầu của Dien cho nó rất là tốt, mùi hương rất là thơm. Và đến tận bây giờ khi mà mình luồn tay vào để mình restyle lại tóc thì mình vẫn cảm thấy người thấy mùi mùi thơm của nó. Sản phẩm rất là thơm, mùi thơm nhẹ nhàng rất là thích. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào trong một dịp nào đó mình đi đâu đó mình sẽ test một sản phẩm nào đó khác. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại. See you later.